Ok, xin chào anh chị các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip để mình tổng hợp lại những cái chương trình mà có thể là giúp những cái bạn mà ở Việt Nam nếu mà các cái điều kiện tài chính chưa có mạnh có thể tham khảo mà để đi nước ngoài. Thì cái ước mơ đi nước ngoài của mình, như mình chia sẻ từ những cái tập trước đó, thì mình có cái niềm đam mê này từ lâu lắm rồi. Đó. Thì hiện tại thì mình đang sinh sống và định cư tại đất nước Canada đó. Nhưng mà để trước khi mà mình đi Canada thì mình đã có nghiên cứu khá là nhiều những cái cơ hội khác nhau để mình đi nước ngoài, để mình trải nghiệm, mình khám phá những cái điều mới và tìm cái cơ hội luôn. Thì cái chương trình đầu tiên mà mình đi á, là cái chương trình tình nguyện trao đổi của Isaac. Để mình sẽ để cái link ở dưới cái phần comment đó, mọi người có thể xem. Thì cái chương trình của Isaac á, thì nó sẽ giúp cho những cái bạn trẻ mà muốn đi trao đổi văn hóa có thể có cái cơ hội mà đến và tham gia và nhận vào những cái dự án mà cộng đồng á, giống như là mình tạo cái giá trị cho cộng đồng, và mình cũng có thể học hỏi từ những cái bạn khác và từ cái chương trình đó luôn đó. Thì cái ý nghĩa của cái chương trình Isaac là như vậy. Thì nếu mà đi Isaac á, thì các bạn có thể đi vòng vòng ở Đông Nam Á này. Hồi trước thì mình đi Malaysia thì mình dành khoảng 6 tuần đi Malaysia. Ngoài ra thì mình cũng có ghé qua bên thành phố Singapore cũng như là Indo để mình thăm thú. Để đi cái chương trình Isaac thì cái điều kiện đó cũng không có phức tạp gì đâu. Thì bạn chỉ cần biết tiếng Anh và có những cái kinh nghiệm cần thiết trong cái dự án đó thôi. Thì mọi người có thể tìm hiểu. Về cái trường hợp của mình thì khi mình đi cái dự án đó là cái dự án mà về chống lãng phí thực phẩm ở bên Malaysia, thì mình đi khoảng 6 tuần. Và cái chi phí thì khoảng trên dưới là 25 triệu. Ok, thì cái chương trình tiếp theo mà mình thấy nó cũng rất là hot thật sự luôn, và mình nghĩ đó là một trong, đây là một những cái cơ hội mà có thể giúp nhiều bạn sinh viên hay là những cái bạn mà có hoàn cảnh kinh tế chưa có mạnh đổi đời luôn, mình thấy luôn. Đó là cái chương trình Work and Holiday. Thì cái Work Holiday ở Việt Nam mình thì có cái hiệp định ký kết với hai nước Úc và New Zealand đó. Thì cái Úc thì gần đây đã cho Việt Nam khoảng là 1.500 suất, nghĩa là mỗi năm á, mỗi năm sẽ có được 1.500 bạn được đăng ký tham gia cái chương trình này nếu mà là công dân Việt Nam đó. Thì cái chương trình này thì sẽ cho các bạn đến Úc và làm việc trong khoảng là một năm, và có thể là gia hạn năm 2, năm 3, và sẽ có những cái điều kiện kèm theo. New Zealand thì cũng tương tự thôi, thì cũng có một cái chương trình Working Holiday ở New Zealand dành cho những cái bạn trẻ ở bên Việt Nam. Và nhưng mà cái suất thì ít, chỉ có 100 suất thôi, nên nó cũng khá là cạnh tranh. Thì hai cái chương trình Working Holiday này là một cái cơ hội rất rất tuyệt vời để cho những cái bạn mà muốn đi đến những cái nơi phát triển giống như là Úc, để mà mình học tập và mình kiếm tiền đó. Và nếu mà bạn tận dụng tốt đó, có thể là có cái cơ hội để mình ở lại Úc luôn. Mình cũng biết một vài cái trường hợp đã xin được định cư Úc sau khi mà đi cái chương trình này đó. Hồi đó mình cũng canh cái chương trình Work Holiday nhiều, nhưng mà khoảng 2-3 lần thì mình không có thành công đó. Thì sau đó thì mình chuyển hướng, mình đi du học sang Canada và sau đó ở lại Canada. Thì Âu cũng là cái duyên thôi, nhưng mà chắc chắn mình sẽ trở lại Úc, New Zealand trong một cái thời gian sắp tới. Bởi vì mình rất là thích đi đây đi đó, mình không có thích ở chỗ đâu. Ok, để mình nhớ xem thử cái chương trình Working Holiday nó có cái gì hay nữa mình nói cho mọi người nghe. À, về cái những cái điều kiện thì nó cũng cơ bản thôi, cần có tiếng Anh, rồi cần có một số tiền trong tài khoản, hình như mình nhớ trên dưới khoảng 100 triệu á, thì là ổn rồi. Rồi những cái điều kiện về sức khỏe này kia, thì đó là ba cái điều cơ bản mà mọi người cần chú ý. À, còn cái điều về điều kiện về học hành nữa chứ, là có bằng cấp. Nếu mình nhớ không lầm thì cái chương trình Work Holiday của Úc thì bạn chỉ cần là sinh viên năm 2 thôi là cũng đã được đi rồi.
sinh viên năm 2 đại học đã được đi rồi nha. Nên hãy tham khảo trên cái trang web của Đại sứ quán Úc để mình có nhiều thông tin hơn và các cái cơ hội để mình đi Úc, mình kiếm tiền. Bên Úc thì mức lương tuyệt vời lắm, mình thấy cũng 20 mấy đồng á. Cơ bản là như là trên 20 đồng. Lúc mà mình check khoảng tầm vài bữa trước thì mình thấy là 20 đồng 33 cent thì phải. Thì khoảng trên dưới là 350 ngàn Việt Nam, 350 ngàn cho một tiếng làm việc. Đó. Mà nhiều bạn đi Úc, bạn chia sẻ nếu mà làm việc chăm chỉ thì cái thu nhập cũng rất là tốt. Có thể là tiết kiệm được khoảng vài trăm triệu một năm, 4 đến 500 triệu một năm. Đó là có. Thì nếu mà đi ở lại được năm 2, năm 3 thì có thể là các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền, cả tỷ đó. Đó. Nhưng mà phải cố gắng làm việc rất là rất nhiều và nỗ lực thì mới được cái số tiền đó, chứ thật sự kiếm tiền không dễ. Ok, còn cái chương trình mà đi Mỹ á, mình thấy có một cái chương trình nó khá là hay, đó là cái chương trình J1 mọi người nha, J1 nha. Thì cái chương trình J1 đó là mình để kiểu như là để trao đổi sinh viên, trao đổi văn hóa vậy mọi người. Và mình thấy cái chương trình này nó thường nó có thời hạn cũng khoảng một năm đó. Cũng phải đi phỏng vấn hồ sơ, rồi phải đi phỏng vấn ở bên lãnh sự quán của Mỹ, rồi nếu mà đậu thì các bạn sẽ được phép lên đường thôi, có visa và lên đường. Thì cái chương trình J1 thì mình cũng có một hai người bạn đã đi được cái chương trình này rồi. Cái năm mà trước khi đi Canada thì mình cũng nhắm tới J1 nữa để mình đi trao đổi, tại mình muốn đi nước ngoài quá rồi. Phải tìm cách đi thôi. Tuy nhiên là mình cũng phỏng vấn nhưng mà không đậu. Mình phỏng vấn với cái manager của chương trình đó. Tuy nhiên là lúc đó thì mình chưa có bằng lái xe, mà cái yêu cầu của nó là phải có bằng lái xe. Thì lúc đó mình bị fail. Là bị rớt đó mọi người, rớt cái J1 của Mỹ. Thì sau đó định mệnh đưa đẩy thì đến với đất nước lá phong này thôi. Và hiện tại là đang ở đây. Và như mình có nói rồi á, những cái nơi đó chắc chắn mình sẽ tới. Và đối với mình thì khoảng một vài năm nữa khi mình có quốc tịch xong rồi thì mình đi rất là dễ dàng thôi. Cũng không có gì là khó khăn hết. Ok. Thì đó chính là bốn cái chương trình mà có thể là giúp cho những anh chị các bạn ở Việt Nam có cái tài chính còn hạn chế có thể tham khảo và cân nhắc để mình có một cái cơ hội mình đi nước ngoài, mình học tập, mình trải nghiệm, mình kiếm tiền và mình thay đổi cuộc đời. Siêu xe nữa. Ok, thì cái clip này nó cũng đã khá là dài rồi, mình xin dừng ở đây ha. Mình hy vọng là những cái chương trình này nó sẽ giúp ích cho mọi người. Và mình chúc cho mọi người thật nhiều may mắn. Ok, mình hẹn gặp anh chị các bạn ở các clip sau ha. Bye bye.